Quý vị thân mến, ngôi nhà hoàn chỉnh cũng giống như một cơ thể sống của con người. Nếu nói con người có thân xác và tâm hồn, thì ngôi nhà của chúng ta ở cũng như vậy. Cái phần xác nó đại diện cho phần vỏ bọc bên ngoài, phần hồn là công năng sử dụng, là tiện ích về mặt không gian và chứa đựng cái năng lượng bí ẩn mạnh mẽ. Vì vậy, mỗi cá thể sống và sinh hoạt trong đó thì đều có những cái cảm nhận và cái nguồn năng lượng cũng như là cảm xúc khác nhau thông qua mặt thị giác, trí giác. Xưa các cụ vẫn có câu đó, tậu trâu cưới vợ làm nhà. Đây được coi là ba cái việc lớn trong cái đời người, mà nhất là với người đàn ông. Thì cái việc làm nhà thường được lên kế hoạch từ trước. Các bạn có thể lên từ 1, 2, 3, 5 năm, thậm chí là 10 năm, đúng không ạ? Và để khi mà chúng ta lên những kế hoạch trước để chúng ta xây nhà, thì để tránh bớt được những cái vận hạn, những cái xui xẻo có thể xảy ra. Thưa quý vị, cái hạn làm nhà được hiểu một cách đơn giản là trong hoặc là sau khi xây nhà, thì gia chủ cũng như là người thân trong gia đình gặp phải những cái xui xẻo, những cái bất chắc, những cái rủi ro khi mà sống trong đó. Có thể là gì? Chúng ta không làm ăn được, công việc làm ăn thì không được thuận buồm xuôi gió, tình cảm vợ chồng thì dễ đứt gánh giữa đường, hoặc là bị bệnh tật liên miên, thậm chí có trường hợp còn bị tử vong mất mạng. Và để tránh những cái vận xui xẻo đó, trước khi xây nhà thì gia chủ cần phải lưu ý những cái đại hạn sau đây trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thì cái hạn đầu tiên chúng ta xét đó là hạn thái tuế. Hạn thái tuế. Thưa quý vị, theo quan niệm trong dân gian thì thái tuế chính là thái tuế tinh quân, hay còn gọi là tuế quân, là cái vị, vì sao là cái vị thần cai quản mọi sự trong một năm đó. Trong thiên văn học thì thái tuế chính là cái sao mộc, là mộc tinh ấy, là một hành tinh lớn nhất. Trọng lượng của sao mộc có thể lớn hơn trái đất đến 300 lần và có tới hơn 63 vệ tinh vây quanh nó với sức ảnh hưởng rất lớn. Cái sự trùng hợp ở chỗ là cái thái tuế và mộc tinh cứ 12 năm lại quay lại một lần, đúng không ạ? Nên người ta gọi đó là tuế tinh hay gọi là thái tuế, tượng trưng cho vị thần cai quản lớn nhất trong năm đó. Mỗi năm lại do một thái tuế tinh quân cai quản, gọi chung là gì? Đương cai thái tuế, hay là gì? Gọi là ngài thái tuế lưu niên. Thái tuế lưu niên thì tương ứng với 60 năm của một hoa giáp. Chúng ta có tất cả là 60 vị thái tuế tinh quân cai quản. Thưa các bạn, vậy nên khi mà phạm thái tuế thực chất chính là gì? Xung với thái tuế, tức là gì? Cái tuổi của mình nó bị hợp xung hình hại với cái vị thái tuế đó, đúng không ạ? Cụ thể thì trong năm 2024, năm Giáp Thìn thì sẽ có những con giáp sau bị phạm thái tuế. Trong năm ấy mà phạm phải thái tuế thì gia chủ sẽ gặp phải nhiều cái điều bất lợi, công việc thì gặp khó khăn, sức khỏe thì kém, tình cảm thì lận đận và tiền bạc thì bị tổn hao. Và có 5 cái hạn thái tuế như sau. Thứ nhất là trực thái tuế đó. Trực thái tuế, cái năm mà phạm thái tuế có địa chi trùng với lại cái tuổi cầm tinh. Ví dụ như là những người tuổi Sửu đó thì là vào năm Sửu là phạm thái tuế. Những người tuổi Thìn thì vào năm Thìn phạm thái tuế. Ví dụ như những tuổi là Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn thì trong năm 2024 thì bị phạm vào trực thái tuế. Đấy. Những khi đó thì trong năm sẽ dễ gặp phải những cái buồn phiền về tình cảm và hay mắc phải những bệnh tật. Vận trình thì thường xuyên là bị gì? Biến động không ngừng. Đó. Cái thứ hai là gì? Bị xung thái tuế, đúng không ạ? Bị xung thái tuế. Xung thái tuế tức là đối xung, đúng không ạ? Đối xung với thái tuế. Những người bị phạm thái tuế có địa chi tương xung với thái tuế. Ví dụ như là những năm Tý, những người tuổi Tý thì năm Ngọ sẽ bị phạm thái tuế đó, bị xung thái tuế. Những người tuổi Mùi thì năm Sửu sẽ bị xung thái tuế. Những người tuổi Sửu thì năm Mùi sẽ bị xung, đúng không ạ? Những người tuổi Thân thì năm Dần. Những người tuổi Dần thì năm Thân, đúng không ạ? Những người tuổi Tỵ thì năm Hợi, và những người tuổi Hợi thì năm Tỵ. Đó. Đó là tương xung thái tuế. Những người mà bị xung thái tuế thì trong năm sẽ có nhiều cái biến động, có nhiều cái sự thay đổi lớn, có nhiều cái sự xáo trộn cả trong công việc lẫn tình cảm. Và gì? Nó có nhiều chuyện phiền phức, nhiều chuyện rắc rối nó đến, đó. Thì các cặp xung thái tuế thì bao gồm các cặp như là như sau này, đó, Dần Thân Tỵ Hợi, Tý Ngọ Mão Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi. Đấy, có 6 cặp đấy. Thì cứ đến tuổi con nào, ví dụ như là đến tuổi đến năm Thìn, đúng không ạ? Năm Thìn thì những người tuổi Tuất sẽ bị xung, đúng không ạ? Sẽ bị xung thái tuế. Như vậy là gì? Những người tuổi Tuất sẽ bị xung nhá. Đó, đó là xung. Tiếp theo, thứ ba, chúng ta còn xét về đến hình thái tuế. Những năm mà phạm thái tuế có địa chi tương hình với tuổi cầm tinh thì dễ gặp chuyện thị phi và bị người khác hiểu lầm, bị người khác nghi kỵ và có thể gặp những biến cố, những tai ương lớn dẫn đến chuyện phá sản, đúng không? Và có 3 cặp con giáp bị tương hình, đúng không? Như là tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Thân là bị tương hình này, tuổi Sửu, Mùi và Tuất bị tương hình này, Tý và Mão là tương hình. Đó, đó, đó là những tuổi tương hình. Tiếp theo là tiếp theo là thứ tư là hại thái tuế. Thì năm mà phạm thái tuế có địa chi tương hại với tuổi cầm tinh thì gọi là hại thái tuế. Trong năm nếu mà gặp phải cái tình trạng là hại thái tuế
thì gặp thường gặp những chuyện tiểu nhân quấy phá, công việc, tình cảm thì bị phá hoại, chuyện làm ăn thì đổ vỡ, đúng không ạ? Và có 6 cặp con giáp bị hại thái tuế, đó là gì? Đầu tiên là gì? Cặp Thìn và Mão này, đúng không ạ? Tỵ và Dần này. Đấy, Ngọ và Sửu, Tý và Mùi, đúng không ạ? Dần thân và Hợi là lục hại này, Dậu và Tuất là lục hại, đó là 6 cặp. Thứ năm chúng ta xét là phá thái tuế. Thì năm phạm thái tuế có địa chi cái tuổi Cẩm Tinh nó bị phá thái tuế, đúng không ạ? Thì trong năm thì có nhiều công việc nó bị hãm hại, khiến cho gì gặp nhiều khó khăn, thậm chí là bị hao hụt về tiền tài, phá sản, đúng không ạ? Chúng ta có 6 cặp tương phá, đó là Tý và Dậu này, Mão và Ngọ này, Sửu và Thìn này, Sửu và Thìn, đúng không ạ? Dần và Hợi này, và Mùi và Tuất, đó là những con giáp bị phá thái tuế. Đó. Như vậy cái hạn đầu tiên đó là hạn thái tuế, đúng không ạ? Hạn thái tuế. Đó là cái hạn đầu tiên này. Thứ hai chúng ta xét đó là cái hạn tam sát. Thứ hai là tam sát, đúng không ạ? Và các tuổi thì các bạn cứ thứ hai là hạn tam sát. Thưa quý vị, tam sát ấy nó là gì? Nó là phương vị lưu niên, nó xung với tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu là muốn phát tài thì phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong cái phong thủy. Nếu mà lưu niên bị phạm tam sát thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tài vận trong năm đó. Cũng dễ vì thế mà gì gặp cái họa phá tài, lộ tài, những người nhà sẽ dễ bị ốm đau bệnh tật và bị tai nạn một cách bất ngờ. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư ấy, thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng, tuyệt là kiếp sát, đúng không? Thai là tai sát và dưỡng là tuế sát. Thì nói một cách đơn giản ấy, thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là ba cái vị trí tuyệt, thai, dưỡng của tam hợp địa chi. Từ đó có thể hiểu trên thực tế thì tam sát là cái tên gọi chung, nó kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát, đúng không ạ? Thưa quý vị, thì tam sát được tính theo cái tam hợp vượng vị, đúng không ạ? Ví dụ như Dần, Ngọ, chúng ta có 4 bộ tam hợp, đúng không ạ? Là Dần, Ngọ, Tuất, Tỵ, Dậu, Sửu, Hợi, Mão, Mùi và Thân, Tý, Thìn. Đầu tiên là chúng ta xếp cặp Dần, Ngọ, Tuất. Dần, Ngọ, Tuất thì là gì? Có tam hợp hỏa cục. Hỏa thì vượng ở nam, đúng không ạ? Thì xung với nam thì là chính bắc. Như vậy là gì? Những đầu tiên ấy thì là cái những với những người mà Dần, Ngọ, Tuất ấy thì hoặc là phương vị Dần, Ngọ, Tuất thì bị tam sát ở ba phương là Hợi, Tý, Sửu. Tức là gì? Tức là phạm tam sát. Rồi, Hợi thì phạm kiếp sát, đúng không ạ? Tý thì phạm gì? Tai sát, và Sửu thì phạm là tuế sát, đó. Tiếp theo với cặp Hợi, Mão, Mùi, Hợi, Mão, Mùi thì là mộc cục, đúng không ạ? Mộc thì vượng ở mộc là ở chính đông, đúng không ạ? Và xung sát với phương vị chính tây. Đúng không ạ? Tức là gì? Ở phương Thân, Dậu, Tuất ấy là ba phương vị của gì? Thân là phạm kiếp sát này, Dậu là phạm tai sát và Tuất là phạm vào tuế sát. Đó. Tiếp theo là bộ tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Tỵ, Dậu, Sửu là tam hợp kim cục thì vượng ở tây. Thì tây thì nó bị xung với lại chính đông. Như vậy là gì? Nó bị sát ở ba phương là Dần, Mão, Thìn. Dần, Mão, Thìn thì Dần là phạm vào kiếp sát, đấy, Mão là phạm tai sát và Thìn là phạm vào tuế sát. Đấy. Tiếp theo là bộ Thân, Tý, Thìn là tam hợp thủy cục, thủy vượng bắc, đúng không ạ? Thì sẽ bị xung với gì? Xung với chính nam. Đấy. Như vậy là ba phương là Tỵ, Ngọ, Mùi thì là bị phạm vào tam sát. Trong đó Tỵ là phạm vào kiếp sát, Ngọ là phạm tai sát và Mùi phạm vào tuế sát. Đó. Thì có thể tóm lại trong câu khẩu quyết của cái tam sát là gì? Dần, Ngọ, Tuất thì sát bắc, đấy. Thân, Tý, Thìn thì sát nam, Hợi, Mão, Mùi thì sát tây và Tỵ, Dậu, Sửu thì sát đông. Thì các bạn cứ theo cái sát đó để quý vị tính nhé. Thì năm 2024 năm Giáp Thìn đúng không? Thì bộ Thân, Tý, Thìn thì bị gì? Thân, Tý, Thìn sát tại nam, tức là ba phương Tỵ, Ngọ, Mùi là bị phạm tam sát. Tỵ, Ngọ, Mùi bị phạm tam sát nhá. Thì các bạn cần phải lưu ý khi mà chúng ta tiến hành xây nhà động thổ. Đấy. Tiếp theo cái sát thứ ba mà chúng ta cần phải xét đó là gì? Đó là cửu trạch. Cửu trạch. Thì trong tiếng Hán Việt trạch có nghĩa là nhà hay là đất, đúng không ạ? Là nơi ở, đôi khi còn có nghĩa là chỉ cái mồ mả đấy. Các bạn có thể hiểu theo cái nghĩa đơn giản, trạch tuổi là cái tuổi xây nhà của gia chủ. Đấy. Tuy nhiên thì về sâu xa thì trạch tuổi còn liên quan nhiều đến long mạch, hoặc là đôi khi mang nhiều yếu tố về con đường dẫn khí, đúng không ạ? Trong phong thủy nhà ở thì trạch được xem là một trong những thứ khí mạnh từ bên ngoài đi vào trong ngôi nhà thông qua cửa chính và từ đó thoát ra ngoài theo cái đường thoát cửa thoát khí. Cửu trạch được chia làm 9 ô, được chia làm 9 trạch ấy. Nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của gia chủ và toàn bộ các thành viên trong gia đình. Thì để có thể xác định được một trạch tuổi ấy, thì chúng ta có thể xác định bằng cái bảng này. Đó, chúng ta có hai cái tính thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị từng cách sau, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta khởi này, chúng ta khởi từ trạch gì? Trạch phúc, đúng không ạ? Trạch phúc này. Chúng ta có 9 trạch nhá.
bắt đầu trạch phúc này, đức này, bại này, hư này, đúng không ạ? Sau khốc, quỷ, tử, báo, lộc, đúng không ạ? Trong đó chúng ta có bốn trạch tốt, tức là trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc là trạch tốt, đúng không ạ? Và chúng ta cách tính như sau này, chúng ta lấy tuổi của chúng ta ấy, tuổi của chúng ta tính tuổi làm nhà nhé. Tuổi làm nhà bao gồm gì? Chúng ta lấy tuổi này, tuổi làm nhà bao gồm năm làm nhà này, năm xây nhà nhé, năm làm nhà, đúng không ạ? Trừ đi gì? Trừ đi năm sinh của chúng ta đấy, đúng không ạ? Cộng với một tuổi mụ đấy thì bằng kết quả bao nhiêu, thì đó chính là tuổi làm nhà của các bạn nhé. Đây thì cái tuổi làm nhà này khi mà bị sau đó chúng ta lấy tuổi làm nhà, chúng ta bắt đầu chúng ta tính này, ví dụ như là các bạn là 40 tuổi đúng không ạ, 40 tuổi thì nó rơi vào trạch hư vậy, 45 tuổi đi, 40 này, đúng không ạ? Thì cách tính của cửu trạch như sau này, bắt đầu từ trạch phúc này, một này, đúng không ạ? Một phúc này, hai đức này, đức đi xuống gì, xuống trạch bại này, trạch bại sang trạch hư này, hư sang trạch khốc này, đúng không ạ? Khốc sang xuống gì, xuống quỷ này, quỷ lên tử này, tử lên bảo này, bảo sang lộc này, và lộc lại về phúc nhá. Đó, thì bây giờ chúng ta áp dụng cái này chúng ta tính nhé. Ví dụ một người sinh năm 1980, ví dụ như một người 40 tuổi đi, ví dụ một người 40 tuổi, 40 tuổi này chúng ta xét lên là gì? 4 là trạch hư đúng không ạ? Ví dụ như là 55 tuổi đi, tôi xét một người 37 tuổi đi, 37 tuổi nhá. Thì chúng ta 3, đây là 30 này. 30 này, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 đúng không ạ? Nếu 37 tuổi thì năm 2024, năm Giáp Thìn thì được vào trạch phúc là tốt. Đó. Hoặc là bây giờ xét một người 28 tuổi đi, đúng không ạ? Chúng ta xét này, 20 này, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 nó vẫn rơi vào trạch phúc đúng không ạ? Chúng ta xét một ví dụ nữa là một người mà 50, một người 48 tuổi đi, 48 tuổi nhá. Đây, chúng ta tính này, 40 này, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Đấy, 48 tuổi thì rơi vào trạch bại. Trạch bại nhá. Đó. Thì các bạn cứ tính như thế, đúng không ạ? Chúng ta đếm này. 10 này, 20, 30, 40, 50, cứ năm là vào trung cung nhé. 60, 70, 80, 90. Đó. Đó là cách tính về trạch. Đó là cửu trạch nhá. Thì nếu mà phạm các cửu trạch này thì chúng ta các cụ vẫn khuyên là không nên xây nhà đúng không ạ? Rồi. Thì chúng ta có 4 trạch tốt đúng không ạ? 4 trạch tốt là trạch phúc. Thứ hai là trạch đức đúng không ạ? Nếu rơi vào số 8 là trạch bảo và rơi vào số 9 là trạch lộc. Thì ngoài cái tính này ra thì cũng có một cách tính khác nhanh hơn. Thì các bạn cứ lấy cái tuổi của mình này, chia 9 lấy phần dư, đúng không ạ? Nhưng mà dư 1 này thì vào trạch phúc này, dư 2 thì vào trạch đức, dư 3 vào trạch bại, 4 vào trạch hư, dư 5 vào trạch khốc, dư 6 vào trạch quỷ, dư 7 vào trạch tử, dư 8 vào trạch bảo và dư 0 thì vào trạch lộc, đúng không ạ? 0 hoặc 9 thì vào trạch lộc. Đó. Đó, đó là cách tính trạch nhé, cửu trạch. Cửu trạch là cái hạn thứ 3 nhé. Tiếp theo chúng ta đến cái hạn thứ 4, đó là hạn gì? Các cụ vẫn kiêng, đó là kim lâu. 4 là kim lâu đúng không ạ? Thưa quý vị, tuổi kim lâu là những năm mà không thuận lợi, những năm xấu, gặp những điều khó khăn trong cái việc trọng đại như là xây dựng nhà cửa này, cưới hỏi, mua xe, làm nhà, làm ăn vân vân. Thì theo quan niệm của người xưa ấy, phụ nữ khi kết hôn vào cái tuổi kim lâu sẽ gây hại cho bản thân và cho cả gia đình, cho chồng, cho con. Còn đối với nam giới khi xây nhà bị phạm kim lâu thì sẽ gặp nhiều cái trắc trở trong mọi việc. Mùa màng thì không được thuận lợi, động kinh doanh thì gặp nhiều cái khó khăn. Tuổi kim lâu được hiểu là gì? Kim nghĩa là vàng, lâu là lầu đúng không ạ? Ghép lại là gì? Là lầu vàng. Có ý nghĩa là một cái năm mà may mắn, thuận lợi trong mọi việc. Thời xưa thì các con cái của vua chúa, quý tộc thường tổ chức đám cưới vào những năm kim lâu với cái mong ước là gì? Được lầu vàng gác tía. Nhưng đối với dân thường thì cần phải tránh những ngày này, vì đây là cái ngày được cho rằng có ý định muốn lên làm quan mà chiếm mất cái lầu vàng. Vì thế, suy nghĩ này đã được in sâu vào tiềm thức của người dân. Từ đó, vào cái năm kim lâu ấy, thì mọi người vẫn thường kiêng là cưới hỏi hoặc là gì? Hoặc là xây nhà. Thì kim lâu chúng ta có 4 kim lâu đúng không ạ? Kim lâu thân này, thê này, tử này, xúc đúng không ạ? 1368 kim lâu đấy, lấy nhà dựng vợ, tự châu thì đừng. Đấy. Kim lâu chúng ta có 4 kim lâu, đó là đầu tiên là chúng ta xét là kim lâu thân. Kim lâu thân là bản thân mình đấy. Những năm mà làm việc trọng đại sẽ gây ra khó khăn, tai họa, trắc trở cho chính bản thân mình. Khi mà tai họa ập xuống ấy, phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là mình luôn. Đó là với kim lô thân. Tiếp theo là kim lô thê là gì? Kim lô thê là kỵ vợ hoặc chồng. Những năm mà gặp việc trọng đại thì sẽ gây khó khăn trắc trở cho người vợ hoặc là người chồng của mình. Khi cưới hỏi, nếu mà nữ phạm phải kim lâu ấy, thì người chồng sẽ bị gánh hậu quả nặng nề và gặp nhiều cái tai họa xui xẻo. Tương tự như vậy, khi mà người đàn ông làm nhà mà lại phạm kim lô thê thì người vợ cũng sẽ phải gánh chịu tai họa.
À, tiếp theo là Kim Lâu Tử đúng không ạ? Kim Lâu Tử là kỵ con, thì những năm mà làm việc trọng đại sẽ gây ra nhiều khó khăn, trắc trở cho con cái hoặc là cho con cái trong gia đình, thì đứa con sẽ phải gánh những cái tai họa, những cái điều tiếng đó. Và cuối cùng là Kim Lân Lục Xúc, thì kỵ chăn nuôi gia súc hoặc là kỵ những việc làm ăn ấy. Những năm xây nhà thì cái việc làm ăn hoặc là việc chăn nuôi của chúng ta, cái việc làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và nó gây họa trong đối với cái chồng với vật nuôi, với cái công việc của chúng ta. Đó, đó là Kim Lâu. Thì Kim Lâu được tính như sau này. Chúng ta có đúng, chúng ta có cửu cung. Đầu tiên là gì? Ngũ thập nhật trung cung, sau đó chúng ta phi cung theo theo đường lường thứ xích. Đấy, đúng không? 50, 60 này, 70 này. Đúng không? Sau đến gì? 80 này. Sau đến 90 này, đúng không? Sau đến 10, quay về 10. 10 sau đến 20. 20 sau đến 30. 30 sau đến 40. Đi theo đường lường thứ xích nhá, 40 lại về 50. Đó. Thì các bạn tính này, đúng không? Chúng ta có 50, 60, 70, 80, 90, 10, đúng không? 20, 30, 40. Nhưng mà cách tính này thì nó rất là dài dòng, nó khó. Thì cũng như tính cửu trạch ấy, thì các bạn lấy gì? Năm sinh, tính cái tuổi xây nhà của mình bằng cách này, lấy năm làm nhà, trừ đến năm sinh cộng 1 thì bằng bằng tuổi làm nhà. Đấy. Thì các bạn lấy cái tuổi đó, các bạn tính này, cộng bao giờ nó ra bằng một con số thì được. Ví dụ như là một người là 47 tuổi đúng không? 47 tuổi thì bằng gì? 7 cộng 4 đúng không? Bằng 11. Bằng gì? 1 cộng 1 bằng 2. Đó, thì là không bị phạm Kim Lâu. Sau các bạn được kết quả bao nhiêu, các bạn đối chiếu vào đây, vào cái bảng này, thì nếu mà dính vào 1, 3, 6, 8 thì là bạn phạm Kim Lâu. Trong đó 1 là Kim Lâu thân đúng không ạ, 3 là phạm Kim Lâu thê, 4, 6 là phạm Kim Lâu tử và 8 là phạm Kim Lâu lục xúc. Đó, sau đối chiếu với bảng này nhé, đúng không, dính vào đâu thì phạm đó. Hoặc cách nữa là các bạn có thể chia liên tiếp cho 9, chia 9 đúng không ạ, ví 47 chia 9 lấy phần dư, thì 47 chia 9 thì bao nhiêu, 47 chia 9 nhé, 47 chia 9 đúng không ạ. Chúng ta là 5 này, 5945 này, vậy chính là nó dư 2 đúng không ạ? Nó dư 2 thì chúng ta đối chiếu bảng này thì nó cũng là gì? Cũng là không bị phạm. Đó là phần Kim Lâu. Tiếp theo một cái hạn nữa, hạn thứ 5 mà chúng ta cần phải xét đến. Đó là gì? Đó là hạn Hoàng Ốc. Hoàng Ốc. Thì hạn Hoàng Ốc là một trong những vận hạn khi làm nhà. À, theo chữ tự thì Hoàng có nghĩa là hoang vắng, hưu quạnh, quạnh quẽ. Còn nó gì? Ốc có nghĩa là ngôi nhà. Như vậy thì Hoàng Ốc có nghĩa là gì? Hiểu đơn giản một cái nhà hoang vắng, một cái căn nhà không có khí, có âm khí và gì, một căn nhà không người ở. Thì cha ông ta rất chú ý xem về cái tuổi làm nhà và tin rằng những năm ở phạm Hoàng Ốc ấy, thì tất cả các công việc làm ăn, sức khỏe cũng như là các mối quan hệ trong gia đình sẽ gặp phải nhiều điều xui xẻo, khiến cho cái vận thế của gia chủ bị đi xuống. Đó, đó là cái hạn Hoàng Ốc nhé. Thì hạn Hoàng Ốc thì cũng có gì, có tốt có xấu đúng không ạ. Nó có bắt đầu là chúng ta có là nhất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục Hoàng Ốc. Thì nó tốt thì có gì? Hoàng Ốc tốt thì có nhất cát này, nhị nghi và tứ tấn tài là tốt đúng không ạ? Thì hạn Hoàng Ốc nhất cát, nhất cát đây là gì? Đây là cái cung đầu tiên, cũng là gì, cái cung tốt nhất trong 6 cung của Hoàng Ốc. Nếu gia chủ mà chọn xây nhà vào cái năm mà được nhất cát này thì sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, cái tình cảm với các thành viên trong gia đình được gắn bó và có cuộc sống phát triển theo cái chiều hướng tốt đẹp đúng không ạ? Tiếp theo là nhị nghi. Thì nhị nghi thì cũng là một trong 3 cung tốt đúng không ạ? Một trong 3 cung tốt của Hoàng Ốc. Thì sau cái nhất cát thì nhị nghi nó cũng là một trong năm xây nhà mà gia đình sẽ được giàu có, được thịnh vượng hơn. Tiếp theo là tứ tấn tài. Tứ tấn tài thì đây là cung tốt cuối cùng trong cái lục Hoàng Ốc. Đấy. Cung này thì thường được chọn để xây nhà, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh ấy, vì nó mang lại đến tài lộc cho cả gia đình nếu mà xây vào năm được tứ tấn tài đúng không ạ. Còn hạn xấu thì chúng ta có tam địa sát, ngũ thọ tử và lục Hoàng Ốc. Nếu mà gặp Hoàng Ốc và cung ngũ thọ tử ấy, thì được coi là xấu nhất trong 6 cung Hoàng Ốc. Cung này khiến cho các mối quan hệ trong gia đình bị rạn nứt, thậm chí là có những gia đình rơi vào cảnh là sinh ly tử biệt và đặc biệt cần phải tránh. Đấy, còn hạn Hoang Ốc mà tam địa sát thì đây cũng là một trong những cung xấu, thì gia chủ không nên xây nhà trong năm này vì dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như là hay bị mắc bệnh tật hoặc là chữa thì lâu ngày cũng không khỏi được. Đó. Tiếp theo là đến cuối cùng là lục Hoang Ốc. Lục Hoang Ốc thì đây là một cái cung xấu, gia chủ chọn xây vào năm này thì sự nghiệp sẽ khó mà phát triển được, dễ bị phạm tiểu nhân và gặp các thành viên trong gia đình thì cũng gặp phải nhiều chuyện xui xẻo. Đó là Hoàng Ốc. Đó thì cách tính Hoàng Ốc thì quý vị tính này, ví dụ như là chúng ta tính vẫn lấy năm làm nhà nhé. Ví dụ với ông 47 tuổi chẳng hạn, 47 tuổi chúng ta có đây 40 đúng không, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 thì rơi vào gì, ngũ thọ tử. Còn vị 44 tuổi đấy, 41, 42, 43, 44 đúng không, 44 là rơi vào nhất cát thì là xây được. Đó, cách tính như vậy, chúng ta đếm này, đếm rồi
thì các bạn có thể an trên hai ngón tay để các bạn đếm: nhất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ dọ tử và lục hoàng ốc. Đó là hoàng ốc. Và cái một sát nữa mà cũng cực kỳ quan trọng trong cái chuyện xây nhà mà các cụ vẫn kiêng tránh, đó là gì? Đó là sát thứ 6 nhá. Thứ 6 là tam tai. Tam tai. Thì tam tai cũng là một trong hạn xấu đó ạ. Tam tai nó gọi là tai họa đấy. Vậy tam tai được hiểu là 3 năm tai họa liên tiếp. Tam tai gắn với 12 con giáp được cho là vận hạn trong 3 năm liên tiếp của mỗi con giáp. Theo đó thì trong một đời người thì cứ 12 năm thì chúng ta sẽ bị gặp 3 năm tam tai với 3 kiểu tai họa khác nhau, đúng không? Đối với từng năm ấy, thì năm đầu tiên thì chúng ta gọi là gì? Hỏa tai, năm thứ hai là phong tai và năm thứ ba là thủy tai. Cụ thể như sau: hỏa tai ấy, thì là cái tai họa do lửa cháy, như là cháy nhà, cháy rừng vân vân, đúng không? Còn thủy tai là tai họa do gì? Do nước hoặc gì? Lũ lụt hoặc là sóng ngầm vân vân. Còn phong tai có nghĩa là gì? Tai họa do gì? Gặp sóng gió, bão hùng, bão tố vân vân. Đó. Thì quan niệm dân gian cho rằng khi vào cái vận tam tai thì cái gì? Hay khốn đốn, trắc trở và gặp nhiều chuyện vất vả phiền phức. Đặc biệt là một số người còn cho rằng những cặp vợ chồng mà trong năm tam tai mà cùng tam hợp tuổi, ví dụ như là tuổi Thân lấy tuổi Tý, đúng không? Thì sinh con tuổi Thìn thì cả nhà là bị tam tai, đúng không? Hoặc tuổi Dần lấy vợ tuổi Ngọ mà sinh con tuổi Tuất thì cũng cả nhà phạm tam tai. Như vậy là gì? Mọi người vẫn khuyên là không nên cưới vào cái năm tam tai và thì không nên lấy vợ lấy chồng năm tam tai, đúng không? Thì đây cũng là một quan điểm quý vị có thể tham khảo. Và tôi cũng đã có một cái video chia sẻ về tại sao mà bị phạm tam tai và tại sao mà cái tuổi tam hợp ấy mà lại bị phạm tam tai, và tại sao mà cái tuổi tam hợp mà lấy nhau ấy thì lại hóa giải được tam tai, thì các bạn có thể xem lại trên kênh. Thưa các bạn, với những năm đầu bị phạm tam tai thì tốt nhất là không nên tiến hành cái việc gì trọng đại, gọi là gì, những chuyện đại sự như là khởi nghiệp hoặc là xây nhà xây cửa hoặc là làm gì đó, lấy vợ thì cũng không nên, đúng không? Ở năm giữa tam tai thì tốt nhất không nên dừng lại những việc mà đang tiến hành, vì thường sau đó tiếp tục thì rất dễ gặp những trở ngại. Và năm cuối tam tai thì không nên thúc đẩy cái công việc quan trọng đúng vào cái năm này. Đấy. Thì với cái mức độ cộng hưởng thì sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình. Thưa các bạn, thì cái vận hạn nặng nhất là cái năm giữa, đúng không ạ? Liên quan đến cái vấn đề ổn định cho công việc. Kế tiếp là năm tam tai thứ nhất và năm tam tai cuối cùng thì chịu ảnh hưởng ít hơn, bởi đây là cái thời gian phục hồi cũng như là khởi sinh bắt đầu. Tuy nhiên thì trong cả 3 năm này thì bị phạm tam tai thì gia chủ cũng nên cẩn thận, đấy, hạn chế mưu cầu đại sự và đề phòng bất trắc xảy ra. Đó là những người bị hạn tam tai. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 6 cái hạn làm nhà, đúng không? Bao gồm hạn thái tuế, hạn tam tai, cửu trạch, đúng không? Kim lâu, hoàng ốc và tam tai. 6 cái hạn làm nhà mà các bạn cần phải tránh. Đây là xét về tuổi nhá, còn khi xét về trạch đất thì chúng ta cũng có rất nhiều cái sát nữa, đúng không? Như là tam sát này, mộ long biến vận này, mộ kỷ đô thiên này, vân vân. Đấy, tuế sát, tuế hình, tuế hại, lực sĩ rất nhiều. Đây chỉ là một trong cái yếu tố tham khảo nhá, để các bạn biết. Đấy, các bạn có thể lựa chọn và tránh được những cái hạn này thì càng tốt khi mà xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì trong những cái video trước tôi cũng đã chia sẻ về những cái tuổi tốt làm nhà trong năm 2024, thì quý vị có thể tham khảo để nếu mà mình bị phạm một trong những cái hạn này thì có thể mượn những cái tuổi đó để xây nhà cho được thuận lợi và may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.